thấy nó gần đó thì bữa đó mới là nhầy. Cái nay qua là tôi dần lên tuần nữa rồi kia vậy. Dần theo sự phân công đó, thì tôi sẽ dạy tiếp cái phần của Nhiễm. Thì ta Nhiễm ta sẽ học 4 bài, vừa ta học lớp ta sẽ học 2 bài, giờ ta sẽ học tiếp 2 bài. Và bữa nay tôi sẽ giới thiệu cho lớp là bài là bệnh sốt xuất huyết đen và bệnh sốt rét. Đầu tiên hết chúng ta sẽ học về bệnh sốt xuất huyết đen. Về cái bệnh này chúng ta có cái khái niệm ban đầu, thì cái bệnh sốt xuất huyết đen là một cái bệnh mà nhiễm trùng cấp. Thì chắc là các bạn cũng thường nghe nói về cái bệnh này ha. Thì bệnh này về diễn biến thì chúng ta biết đây là một cái bệnh là do siêu vi. Thì cái tên của con siêu vi này nó có trong cái tên của cái bệnh luôn là siêu vi đen. Chúng ta biết là hiện tại thì có nhiều nơi ha, nhiều nơi giống như hiện nay trong cái tâm lo hay là phát động là phải chọn phòng chống sốt xuất huyết, cũng như là các bác sĩ ở các tỉnh thành thường xuyên được tập huấn về bệnh sốt xuất huyết. Thì bệnh đây là cái bệnh siêu vi, không phải là tất cả bệnh nhân bị cái nhiễm cái con siêu vi đen này đều có biến chứng hết, mà bệnh do siêu vi thì thường là có lành tính. Thì khoảng 1/4 cái trường hợp là sau khi chúng ta bị bệnh siêu vi đen thì chúng ta sẽ có bị biến chứng nặng của bệnh. Thì hai cái biến chứng nặng mà thường gặp trong sốt xuất huyết đen lúc trước ta thường nghe nhắc đến là bệnh nhân vào những cái ngày rất là điển hình của bệnh, thì thường khoảng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 của bệnh là bệnh nhân sẽ vào sốc. Thì cái sốc đó là do cái con cơ chế là do con siêu vi đen này nó gây tình trạng thoát huyết tương, gây giảm thể tích trong động mạch, do đó nó gây sốc. Và một cái biến chứng thứ hai
chúng ta thấy cũng có được đề cập đến trong cái tên của bệnh là xuất huyết ha. Thì nó thể xuất huyết và biểu hiện xuất huyết ở da nhanh rất là nhẹ đến xuất huyết nội tạng và xuất huyết rất là nặng, và cái riêng cái xuất huyết thì không cũng có thể đưa bệnh nhân tới tử vong. Và một cái biến chứng thứ ba mà sau này chúng ta sẽ nghe nói tới là cái nhiễm CVD này không chỉ gây là sốc gây xuất huyết mà có thể gây suy tạng, ví dụ như là có thể suy gan, bệnh nhân có thể suy thận, hoặc là suy đa tạng hoặc là viêm não. Và ở những cái bệnh nhân mà có sốc, có xuất huyết, có suy tạng thì bệnh nhân có thể tử vong nếu không được điều trị thích hợp và kịp thời. Nếu chúng ta ví dụ như có sốc mà chấm sốc không đúng, hay là có xuất huyết mà được bù máu và cái yếu tố đông máu không đúng thì bệnh nhân cũng có thể tử vong hết, mặc dù cái tỷ lệ tử vong nó rất là thấp. Thứ hai về cái đặc điểm dịch tễ của bệnh thì chúng ta đầu tiên hết là tôi xin nói về cái phân phối mà cái bệnh này có ở đâu. Thì đây là một cái vấn đề y tế cộng đồng rất quan trọng ở những cái vùng như là vùng Đông Nam Á, Nam Á và trong Mỹ Latin ha, thì chúng ta thuộc vùng Đông Nam Á. Thì đây là một bệnh sốt xuất huyết, là một cái bệnh mà rất là được để ý đến vì bệnh có thể gây thành dịch ha. Bệnh này nó lưu hành thường xuyên, nghĩa là ở nước chúng ta đây là cái mùa nào cũng có thể có sốt xuất huyết hết, và vùng nào ở Việt Nam cũng có thể có bệnh sốt xuất huyết đó, không có riêng bệnh phân bố theo vùng đặc biệt như là bệnh sốt rét, mà ở vùng nào cũng có bệnh sốt xuất huyết hết. Và thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy gây dịch lớn, ví dụ như hiện tại nhiệt đới mỗi ngày thì ở những khoa sốt xuất huyết hiện tại thì cái số lượng bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng ha, gần tết rồi nhưng mà số lượng sốt huyết gia tăng. Ví dụ như là ở khoa tôi điều trị sốt xuất huyết bình thường đó là chỉ tiêu là 50 giường, hiện nay trung bình một ngày là 70 bệnh và có thể lên tới 100 bệnh cả ngày ha. Đó thì chúng ta biết là có những cái mùa mà bệnh nó gia tăng lên và có thể gây thành dịch lớn. Và lúc trước đây thì chúng ta cũng nghe rồi thì chúng ta biết là sốt xuất huyết, chúng ta nghĩ là cái bệnh này thường gặp ở trẻ em ha, thì nó cũng đúng vậy. Đây là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu gây làm cho trẻ em nhập viện và có thể gây tử vong cho trẻ em. Đây là cái bản đồ mà theo Tổ chức Y tế Thế giới ha, thì chúng ta thấy là Việt Nam là đâu có bạn. Vùng có nguy cơ và lan truyền bệnh sốt xuất huyết đen ha. Chúng ta thấy những cái vùng màu vàng và vùng châu Á, Đông Nam Á, Nam Á và châu Mỹ Latin thì ở Việt Nam là có nguy cơ lây bệnh sốt xuất huyết đen. Rồi thứ hai là về tác nhân gây bệnh, thì bệnh là do nhiễm CV này có tên là CV đen. Thì CV này thuộc nhóm là adenovirus và bệnh này nó lây truyền từ người bệnh sang người lành qua vết cắn của mũi. Bệnh không có lây trực tiếp từ người sang người mà bệnh nó sẽ lây từ người bệnh qua người chưa bị bệnh, là qua do chúng ta bị mũi chích ha. Thì về cái bản chất của con CV này thì có 4 loại CV đen gây bệnh, thì có đen 1, đen 2, đen 3, đen 4 ha. Đây là hình ảnh mà dưới kính hiển vi điện tử của CV đen. Đây là hình ảnh của con mũi vằn Aedes aegypti. Thì mũi vằn này là trung gian truyền bệnh ha. Thì mũi này chúng ta thấy là sống ở nơi cùng đầy nước động quanh nhà hoặc là những nơi tối tăm ẩm thấp trong nhà ha. Đó. Thì dựa vào cái đặc tính của mũi này chúng ta sẽ biết để chúng ta phòng bệnh sốt xuất huyết như thế nào.
nghĩa là chúng ta không có tạo điều kiện thuận lợi để cho cái con muỗi này nó đẻ trứng và trứng nó sinh ra, nó này nó sinh sản hay nó trưởng thành đó, thành những cái con muỗi trưởng thành, như vậy thì nó sẽ lây bệnh nhiều hơn đó. Thì cái khả năng đó, và chúng ta ghi nhận là cái con muỗi này không phải là không được chủ quan, cái muỗi này nó hút máu và truyền bệnh, nhưng mà không phải truyền bệnh vào ban đêm, không mà truyền bệnh vào ban ngày. Để giải giảm mắc bệnh thì được khuyên là ví dụ như trẻ em thì nên ngủ một mắt kể cả ban ngày để giảm nguy cơ bị mù chích. Thì ai có thể bị bệnh sốt xuất huyết đen thì phần lớn là trẻ em, và gần đây thì cái số lượng bệnh nhân người lớn thì càng gia tăng, nghĩa là tất cả chúng ta ở đây khi mà bị một con muỗi bị nhiễm đen chích chúng ta thì chúng ta cũng có thể bị bệnh sốt xuất huyết, chứ không phải bệnh này chỉ gặp ở trẻ em ha. Ở người lớn thì chúng ta phải gặp ở thiếu niên nè ha, người trưởng thành và có thể đến 50 đến 60 tuổi đều có thể bị bệnh sốt xuất huyết đen đó. Thỉnh thoảng thì chúng tôi có thể gặp bệnh nhân bảy mấy tuổi cũng biểu cũng bệnh sốt xuất huyết đen ha. Còn ở Việt Nam thì nhắc lại lần nữa, và tất cả các nơi đều có thể có bệnh sốt xuất huyết hết, và thường là chúng ta sẽ gặp nhiều ở miền Nam. Và đây là một cái vấn đề y tế cộng đồng rất là quan trọng, tại vì khi mà có dịch sốt xuất huyết xảy ra thì khắp nơi cái số lượng bệnh gia tăng, có thể đến hàng trăm ngàn ca về bệnh sốt xuất huyết, và bệnh xảy ra quanh năm. Và cao điểm thường gặp bệnh đó là vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 10, nhất là vào mùa mưa ha, tại mùa này có nhiều muỗi. Và thường gặp ở cái vùng đông dân cư, ở vùng vệ sinh môi trường kém, nhất là những cái nơi vệ sinh môi trường kém, xung quanh có những cái ổ mà nước đọng, thì cái vùng đó nó rất dễ xảy ra bệnh sốt xuất huyết hơn. Đây là hai cơ chế mà các chị cần phải nhớ ha. Thì tại sao mà bệnh sốt xuất huyết đang bị nặng, thì dựa trên hai cơ chế sinh bệnh quan trọng là cơ chế là tăng tính máu thành mạch, và cơ chế thứ hai là cơ chế rối loạn đông máu. Thì ví dụ như sốt xuất huyết để chúng ta dễ nhớ, thì bệnh nhân sẽ có hai cái biến chứng thường gặp là biến chứng sốc, và biến chứng thứ hai là biến chứng xuất huyết ha. Thì đầu tiên hết, biến chứng sốc là do nó tăng tính thấm thành mạch. Tăng tính thấm thành mạch gây thoát huyết tương ra khỏi lòng mạch, thì làm cho máu cô đặc lại và làm giảm lưu lượng tuần hoàn. Và bệnh nhân có thể đưa bệnh nhân vào sốc. Nếu mà lượng huyết tương bị mất hơn 20% so với bình thường, ta nhớ cơ chế này ha, ta sẽ thường gặp bệnh nhân vào sốc. Cơ chế thứ hai là cơ chế rối loạn đông máu. Thì cái con sinh viên này nó gây rối loạn đông máu, nó ảnh hưởng tới nhiều cái khâu của tiến trình đông máu. Thứ nhất là nó ảnh hưởng lên thành mạch, nó gây thành mạch dễ vỡ. Thứ hai là nó giảm số lượng và chất lượng của tiểu cầu. Và thứ ba là gây giảm yếu tố đông máu huyết tương. Giới thiệu cho các bạn về các giai đoạn lâm sàng của bệnh ha. Thì bệnh này nó sẽ có 3 giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn sốt, thứ hai là giai đoạn nặng. Và khi mà bệnh nhân không bị biến chứng, hoặc là bệnh nhân bị biến chứng được điều trị kịp thời, thì bệnh nhân sẽ tới giai đoạn thứ ba là giai đoạn hồi phục. Thì chúng ta sẽ mô tả cái đặc điểm của ba cái giai đoạn này dựa trên cái yếu tố. Thứ nhất là nhiệt độ, thứ hai là biểu hiện lâm sàng chính, thứ ba là xét nghiệm, và thứ tư là đặc điểm về virus của huyết thanh họng. Thì cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn sốt. Thì bệnh giai đoạn sốt này sẽ từ ngày thứ nhất đến ngày thứ ba của bệnh. Thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện là sốt cao liên tục, sốt có thể đến 40 độ C. Và do sốt cao
và các bệnh nhân này sẽ ăn uống rất là kém, do đó bệnh nhân sẽ có thể có biểu hiện mất nước. Và ở trong vòng 3 ngày đầu như vậy, do cái tăng tính hóng hồng mạch chưa có biểu hiện ra, do đó khi chúng ta xét nghiệm dung tích hồng cầu thì dung tích hồng cầu của bệnh nhân sẽ bình thường. Tại sao đề cập đến xét nghiệm dung tích hồng cầu? Tại vì chúng ta biết là cái cơ chế là nó do là nó tăng tính hóng hồng mạch, nó sẽ gây cô đặc máu ha, thì dung tích hồng cầu sẽ tăng. Nhưng mà trong vòng 3 ngày đầu này chưa có biểu hiện của tăng tính hồng mạch, do đó dung tích hồng cầu còn bình thường. Và cái cơ chế thứ hai của bệnh là cơ chế gây có thể gây giảm tiểu cầu. Thì trong vòng 3 ngày đầu của bệnh, tiểu cầu vẫn bình thường à, và nó sẽ giảm dần. Thì cái mức mà tăng dung tích hồng cầu và giảm tiểu cầu để chẩn đoán bệnh thì chúng ta sẽ có bác sĩ lâm sàng sẽ chẩn đoán ngoài bệnh sốt xuất huyết. Dựa vào bệnh nhân có gọi là có cô đặc máu khi tăng dung tích hồng cầu hơn 20% so với bình thường. Ví dụ một người bình thường thì chúng tôi sẽ sử dụng cái giá trị dung tích hồng cầu trung bình là 38%. À, thì khi gọi là bệnh nhân có cô đặc máu thì cái dung tích hồng cầu bệnh nhân so với bình thường sẽ trên 44%. Và tới giai đoạn bệnh nhân hồi cấp có thể đến 50-mấy% luôn. Và cái tiểu cầu gọi là giảm thì tiêu chuẩn của sốt xuất huyết giảm là dưới 100.000. Thì trong giai đoạn này tiểu cầu vẫn bình thường. Về đặc điểm của virus thì trong giai đoạn từ giai đoạn thứ nhất đến giai đoạn thứ ba, CBDM sẽ tồn tại nhiều trong máu ha. Thì về thực hành lâm sàng thì bên bác các bác sĩ thì ta sẽ không có dựa vào có tìm được virus trong máu hay không để chẩn đoán bệnh ở giai đoạn này, mà người ta sẽ dựa vào một cái xét nghiệm gián tiếp là tìm kháng nguyên của CV. Còn riêng đối với các bạn mà đối với bên lĩnh vực dược á, thì bây giờ đang cố gắng tìm những cái thuốc điều trị sốt xuất huyết, thì những cái bệnh đó lúc mà người ta nghiên cứu thì người ta sẽ nghiên cứu ở những cái bệnh nhân vào ngày thứ nhất đến ngày thứ ba của bệnh, vì giai đoạn này còn nhiều cái CV trong máu và thuốc có đến ảnh hưởng tác dụng hay không thì sẽ ảnh hưởng ở cái giai đoạn này. Và cũng như những cái nghiên cứu mà muốn phân lọc CV thì mình sẽ làm ở bệnh nhân từ ngày thứ nhất đến ngày thứ ba của bệnh ha. Rồi tới giai đoạn thứ hai là giai đoạn nặng, thì đa số các bệnh nhân tới khám mà trong vòng ngày thứ ba đến ngày thứ sáu thì đều sẽ được khuyên là nhập viện. Hoặc là nếu bệnh nhân nào về thì cũng sẽ được dặn là có những cái dấu hiệu gì nặng gì đó trong vòng từ ngày thứ ba đến ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ nên khám lại để được nhập viện hay để được điều trị kịp thời. Thì ở cái giai đoạn này, mặc dù là sang giai đoạn nặng nhưng mà bệnh nhân lại hạ nhiệt độ và giảm hết sốt. Và ở cái giai đoạn này bắt đầu là biểu hiện cái cơ chế sinh bệnh của sốt xuất huyết là bệnh nhân có thể bầu sốt ha. Bầu sốt thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện là mạch nhanh nhẹ ha, hoặc là không có áp được, huyết áp giảm hoặc huyết áp là kẹt. Huyết áp kẹt có nghĩa là chúng ta có nhớ không? Về cái định nghĩa hay huyết áp kẹt là cái hiệu áp giữa tâm thu và tâm trương nó nhỏ hơn hay bằng 20 ha, thì gọi là huyết áp kẹt. Thì khi lúc đó bệnh nhân sẽ được gọi là có biểu hiện sốt. Và cái cơ chế thứ hai là biểu hiện xuất huyết, thì có thể xuất huyết da niêm hoặc là xuất huyết nặng ha, có thể cho bệnh nhân tới tử vong. Và cái biến chứng thứ ba có thể gặp ở trên lâm sàng nữa là biểu hiện suy cơ quan, dụ như suy gan suy thận ha, hoặc là bệnh nhân bị rối loạn chi giác do viêm não hay suy đen. Và do đó thì ở cái giai đoạn này chúng ta sẽ thấy bệnh nhân có biểu hiện tăng huyết áp hồng mạch, do đó dung tích hồng cầu ha sẽ tăng hơn 20% so với bình thường. Và giai đoạn này tiểu cầu bắt đầu là giảm dưới 100.000. Thì mặc dù là qua giai đoạn nặng nhưng mà giai đoạn này thì virus sẽ không có tồn tại trong cơ thể nữa, mà sẽ xuất thanh, sẽ cái ống huyết thanh chống lại cái siêu vi này nó sẽ gia tăng ha. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là thường mà khi mà chúng ta đang bị bệnh do suy dinh dưỡng thì đi em nó sẽ tăng dần dần đó. Và
dựa vào cái xét nghiệm huyết thanh mà để chúng ta chẩn đoán bệnh đó, thì sẽ làm khoảng từ những thứ xấu của bệnh. Thì khi mà chúng ta dùng cái xét nghiệm là huyết thanh chẩn đoán sốt xuất huyết thì chúng ta sẽ giúp chúng ta chẩn đoán được bệnh sốt xuất huyết. Hai giai đoạn đầu này nãy là chúng ta gián tiếp có xét nghiệm là kháng nguyên, và giai đoạn này khoảng từ ngày nay khi mà kháng thể bắt đầu tăng dần, chúng ta sẽ chẩn đoán sốt xuất huyết bằng huyết thanh chẩn đoán sốt xuất huyết là tìm IgM. Rồi đến giai đoạn 3 của bệnh là khi mà bệnh nhân, ví dụ như đa số các trường hợp, hơn 3/4 các trường hợp sẽ bị sốt xuất huyết, là chúng ta sẽ chỉ có bị sốt thôi, có thể có những cái biểu hiện xuất huyết ở da tim nhẹ đó, và tới mặc dù tới ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 của bệnh nhưng hoàn toàn chúng ta không có vào những có bị biến chứng này, hoặc là một số bệnh nhân bị biến chứng và được điều trị kịp thời thì bệnh nhân sẽ tới giai đoạn hồi phục ha. Giai đoạn hồi phục này thì đây chúng ta có tăng hấp thu, thì giai đoạn này chúng ta sẽ có tình trạng là tái hấp thu lại dịch vào lòng mạch. Và giai đoạn chắc chắn là bệnh nhân không có sốt gì hết, và cái tiểu cầu của bệnh nhân bắt đầu nó hồi phục lên ha, và dung tích hồng cầu bắt đầu giảm xuống về bình thường, và trong máu thì chúng ta sẽ có phát hiện được cái IgM. Chúng ta có hiểu được cái ba giai đoạn lâm sàng này không? Còn phải nói lại không? Còn phải nhắc lại ba giai đoạn lâm sàng. Đa số là không cần nhắc lại nha. Lúc trước thì một cái bệnh sốt xuất huyết đen, chúng ta sẽ phân tổ là sốt xuất huyết đen là nhà là nhiễm đen, hay là sốt huyết đen độ 1, độ 2, độ 3 ha. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại bây giờ ta sẽ áp dụng luôn cái tiêu chuẩn phân loại này theo Tổ chức Y tế Thế giới từ năm 2009. Thì phân loại này theo Tổ chức Y tế Thế giới nhưng mà Việt Nam cũng đã áp dụng luôn ha. Thì trong cái phát đồ của Bộ Y tế cũng là đang sử dụng cái phân loại này. Thì chúng ta có ba phân loại ha. Thứ nhất là số sốt huyết đen. Thứ hai là sốt xuất huyết đen, chúng ta có đây là ghi đây ha. Sốt xuất huyết đen, thứ nhất là sốt xuất huyết đen, và phân độ thứ hai là sốt xuất huyết đen có dấu hiệu cảnh báo, và thứ ba là sốt xuất huyết đen nặng. Thì đầu tiên hết là về cái phân độ là sốt xuất huyết đen thì sẽ có những bệnh nhân sẽ có những triệu chứng tiêu chuẩn như đây ha. Nhất là về dịch tễ là bệnh nhân đến sống hoặc là cái đến vùng lưu hành của bệnh. Bệnh nhân sốt kéo dài hơn 2 ngày và có một số triệu chứng của nhiễm siêu vi. Ví dụ như bệnh nhân có thể biểu hiện nôn ói, ăn uống kém, bệnh sốt xuất huyết, gây xuất huyết ngoài da, nhưng mà cũng có thể gây triệu chứng là phát ban. Chúng ta có phân biệt được là phát ban và xuất huyết không ạ? Thì phát ban có nghĩa là chúng ta nổi những cái có những cái triệu chứng, chúng ta nổi những cái đốm đỏ trên da ha. Nhưng mà đây là những cái triệu chứng nó không phải là xuất huyết. Ví dụ như xuất huyết là hiện tượng tế bào máu nó thoát mặt ra ngoài, còn cái hồng ban đó là giống như là những cái bệnh mà do những siêu vi chúng ta thấy thường ta nghe nói tới như là bệnh rubella vậy ha. Mình sẽ có biểu hiện phát ban. Thì phát ban để chúng ta phân biệt cái triệu chứng xuất huyết là phát ban thì chúng ta ấn vào, khi mà chúng ta ấn vào cái điểm hồng đó thì nó sẽ mất đi ha. Còn xuất huyết thì là hiện tượng thoát mặt, khi chúng ta ấn vào cái chỗ đó nó không có mất đi, nó vẫn còn, thì cái triệu chứng đó gọi là xuất huyết. Siêu vi đen có thể gây, thường là gây xuất huyết, nhưng mà bệnh nhân cũng có thể biểu hiện phát ban như các bệnh nhiễm siêu vi khác. Và đây là những cái triệu chứng của nhiễm siêu vi. Bệnh nhân than đau nhức cơ toàn thân và có thể đau đầu, một số bệnh nhân biểu hiện đau đầu rất là nhiều, đặc biệt là trong cơn sốt, và có thể có biểu hiện của dấu EH. Thì chút xíu thôi các bạn sẽ được giới thiệu về dấu EH ha. Rồi, và đây là một cái bệnh do siêu vi, do đó sẽ có biểu hiện là giảm mạch cầu máu. Rồi khi mà sốt xuất huyết mà có những dấu hiệu cảnh báo, anh không phải thuộc cái này ha, thì sẽ được phân loại vào cái nhóm bệnh là sốt xuất huyết đen có dấu hiệu cảnh báo. Sốt xuất huyết đen có dấu hiệu cảnh báo
Thì để gì? Để cảnh báo cho các bác sĩ lâm sàng biết là những cái bệnh nhân này cần phải được nhập viện, được theo dõi sát, thì bệnh nhân có nhiều khả năng sẽ chuyển nặng, mặc dù không phải tất cả đều từ này chuyển sang này hết à, nhưng mà đây là những cái dấu hiệu người ta đúc kết ra để có thể các bác sĩ về cái điều dưỡng ta cần phải chú ý với những cái bệnh nhân này có nhiều nguy cơ chuyển nặng hơn so với những cái nhóm bệnh nhân từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy chỉ biểu hiện đơn thuần những cái triệu chứng này thôi ha. Thì những cái triệu chứng của giống những dấu hiệu cảnh báo gồm có ví dụ như bệnh nhân đau bụng ha. Tại sao xuất huyết thường gặp đau bụng? Tại vì bệnh nhân nó là tại vì cái con suy nó sẽ gây gan gan to và nó gây gan. Thường bệnh nhân sẽ biểu hiện là đau hạ sườn phải hoặc là đau thượng vị là do thùy trái của gan nó to. Bệnh nhân ăn không được gì hết, nhân nôn ói liên tục. Bệnh nhân có biểu hiện ứ dịch trên lâm sàng. Tại sao lúc mà thăm khám mà biết là có ứ dịch thì mình thì khi mà nghe phổi ha thì thấy có tràn dịch màng phổi bên phải nhưng mà lượng cũng ít thôi. Đó, và khi mà chúng ta làm siêu âm thì có thể có thấy có dịch màng bụng mà cái lượng nó cũng ít ha, hoặc là cái bác sĩ siêu âm mô tả là vách túi mật dày thì đã có những cái biểu hiện ứ dịch. Ứ dịch này là do gì các bạn? Do nó phát mạch. Đúng rồi, do tăng tính thấm, do phát mạch ha. Rồi và các bệnh nhân này ví dụ như có bị xuất huyết niêm hầu, nhưng mà có xuất huyết gì nhiều lắm gì đó ha, cho bệnh nhân này sẽ có biểu hiện xuất huyết niêm mạc. Xuất huyết niêm mạc ở đây là thường gặp nhất là chảy máu mũi, chảy máu răng, tiểu đỏ ha, tiểu ra máu hoặc là một số người ví dụ như đó là có thể có bị xuất huyết tiêu hóa. Xuất huyết tiêu hóa nhưng mà cái mức độ đó ít thôi. Bệnh nhân thứ hai là bệnh nhân đi tiêu phân đen nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến sinh hiệu lắm. Chính lúc mà chúng ta thăm khám cho thấy bệnh khi tiếp xúc với bệnh nhân này, cái bệnh nhân này rất là từ rất là ly bì, và một số bệnh nhân có biểu hiện là bứt rứt nằm một nghiêng ha. Đó, và gan thì to hơn 2 cm. Và một cái tiêu chuẩn về xét nghiệm, hai cái tiêu chuẩn xét nghiệm mà được xếp vào dấu hiệu cảnh báo là bệnh nhân có tăng HCT đã tăng hơn 20% đó ha. Và bệnh nhân này có giảm tiểu cầu nhanh. Thì cái mức độ mà giảm tiểu cầu của sốt xuất huyết thì chúng ta sẽ thấy khoảng là từ ngày thứ ba chúng ta sẽ thấy giảm tiểu cầu. Thì có cái mức độ nó, nếu nó nhiều cái mức độ lắm thì lúc nào các bạn mà sinh viên nó đi học đó là cũng hỏi à, chị ơi giảm tiểu cầu nhanh là bao nhiêu gọi là giảm nhanh thì ngay cả trong cái phác đồ của bộ hay là phác đồ của Tổ chức Y tế Thế giới cũng không nói giảm bao nhiêu là giảm nhanh hết. Nhưng mà tùy theo cái mức độ mình đánh giá, ví dụ như sau ngày thứ ba thì tiểu cầu bắt đầu giảm, mà có những bệnh nhân giảm rất là nhanh, mới có khoảng 5-6 ngày bệnh nhân đã giảm dưới 50.000, mà còn có những bệnh nhân giảm chậm thì sẽ giảm từ 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 ha. Và đặc biệt đối với số xuất huyết thì cái giảm tiểu cầu này nó sẽ không có tương ứng với mức độ xuất huyết. Khi mà chúng ta thấy ở những cái bệnh khác mà giảm tiểu cầu dưới 50.000 đó là bác sĩ lo rối đấy, nhưng mà đối với số xuất huyết thì giảm tiểu cầu đó nó không có tương ứng với mức độ xuất huyết ha. Có trường hợp bệnh nhân giảm tiểu cầu dưới 50.000 hoặc cả là giảm dưới 20.000 nhưng mà bệnh nhân hoàn toàn không có biểu hiện xuất huyết gì hết, và tới giai đoạn hồi phục thì tự động nó hồi phục trở lại. Và cái phân độ thứ ba là số huyết đang nặng, nghĩa là bệnh nhân bị biến chứng. Thì nhắc lại là cái biến chứng là thất thoát khí tương nặng ha, là do tăng huyết áp thành mạch, thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện là sốt. Hồi nãy kể rồi ha, sốt có nghĩa là nó có ảnh hưởng đến sinh hiệu. Bệnh nhân sẽ có biểu hiện đó là mạch nhanh nhẹ không bắt được ha, và huyết áp tụt và cái huyết áp kẹt, tay chân lạnh, và hoặc đó là do thoát như vậy, thoát dịch nhiều quá sẽ gây ứ dịch kèm theo siêu hấp. Có nghĩa là một không biết cơ chế gì mà bệnh nhân này không có bị, có thể là bị sốc kèm theo ứ dịch, hoặc là chỉ có biểu hiện ứ dịch là bệnh nhân bị thoát dịch màng bụng nhiều và thoát dịch ở màng phổi lượng nhiều gây siêu hấp. Ta nhớ là sốt xuất huyết thì hai cái biến chứng hồi đó tôi thường nhớ nhất là sốc và thứ hai là xuất huyết ha. Xuất huyết nặng thì đây cũng không có nói là rõ là xuất huyết nặng là xuất huyết như sao,
Và xuất huyết này sẽ cái mức độ xuất huyết nặng này theo nhận định của bác sĩ lâm sàng. Đấy là một bệnh nhân ví dụ như ở đây xuất huyết niêm mạc thì bệnh nhân chảy máu răng. Nhưng mà chảy máu răng của bệnh nhân này cái mức độ của nó là bệnh nhân chảy máu răng biết thôi, bệnh nhân tự cầm được. À, chảy thoáng qua hoặc là nhánh răng chảy máu. Còn ở đây cũng chảy máu răng nhưng mà chảy máu răng cứ liên tục. À, bệnh nhân cứ khạc ra máu liên tục ha. Và đôi khi cái chảy máu răng đó nó cũng có thể ảnh hưởng tới tổng trạng của bệnh nhân, có thể gây thiếu máu, có thể gây cho bệnh nhân bứt rứt, và các bác sĩ là người ta phải truyền máu, truyền dự cầu. À, thì cái này cái mức độ xuất huyết gọi là nặng thì tùy theo cái nhận định của bác sĩ. Và cái suy gan, đây cái phân độ biến chứng thứ ba là suy gan. Thì suy gan khi mà làm xét nghiệm thấy men gan tăng hơn 1000, men gan nào cũng được, AST hoặc ALT tăng hơn 1000. Thì bình thường là các bệnh sốt xuất huyết đang đa phần đó là cái con suy gan này nó gây tổn thương, do đó nó có gây tăng men gan ở nhiều mức độ khác nhau. Và cái mức độ mà nặng được tổ chức y tế thế giới đề cập đến là men gan tăng hơn 1000 là được bệnh nhân được phân độ là sốt xuất huyết có tổn thương gan ha. Và cái bệnh nhân bị sốt xuất huyết vậy, bệnh nhân có thể bị rối loạn tiêu giác, và bệnh nhân có thể bị viêm cơ tim, hoặc có biến chứng như là suy thận. Thì chọn cái phân độ này các bạn nhớ được những cái dấu hiệu của sốt huyết gan bí được cảnh báo. Còn nghi ngờ phần nghi ngờ là mình chỉ câu qua thôi con. Dạ như vậy là phần nghi ngờ là tụi em chỉ câu qua, còn phần hai phần kia phía sau. Tại vì chị lưu ý những cái chỗ thì các bạn sẽ thi theo hình thức là câu hỏi nhỏ, đúng không? Nghi ngờ thì thi theo hình nhỏ, ví dụ như chị được hỏi một câu là như người mình bán ra, cái người mình bán ra có số lượng đen thôi. Từ lời câu này chị thấy hình như là 2 điểm, 2 điểm rưỡi rồi. Rồi nhắc lại ha, bạn cũng có giới thiệu nhiều với các bạn về biểu hiện lâm sàng của bệnh. Thì về cái nha, bây giờ nhắc lại là hệ thống có hệ thống ha. Thì đầu tiên hết là giai đoạn sốt, thì chúng ta nhớ là trong vòng 2 đến 3 ngày đầu của bệnh ha. Thì các bệnh nhân sẽ có biểu hiện giống như triệu chứng của nhiễm siêu vi. Thì sốt không có triệu chứng gì báo động trước hết, tự nhiên sốt đột ngột, sốt cao liên tục. Bệnh nhân nếu mà mệt mỏi ăn uống kém ha, nhất là các bệnh nhân mà nam á là không chịu ăn gì hết luôn ha, mặc dù được người nhà rất là dỗ dành nhưng mà không chịu ăn gì hết. Rồi các biểu hiện có thể biểu hiện của hô hấp, nhưng mà cái biểu hiện hô hấp này cũng ít gặp thôi, và thường sổ mũi thì ho, thì thường là bệnh nhân tới hàng bệnh nhân bị ho nhiều hơn. Và các biểu hiện tiêu hóa, ăn không được này ha, mà bệnh nhân còn ói hay là buồn ói, có biểu hiện đau bụng. Có biểu bây giờ đi là bệnh do siêu vi ha, và cái tiêu chảy cũng rất là thường gặp. Giai đoạn này giai đoạn đầu của bệnh hoàn toàn bệnh nhân hỏi bệnh nhân sốt, bệnh nhân hỏi mình có sốt xuất huyết hay không, nhưng mà thăm khám thì không có thấy dấu hiệu gì của cái tình trạng xuất huyết da đen hết. Nghĩa là khám thì không có thấy xuất huyết ngoài da mà cũng không có chảy máu răng, không thấy máu mũi gì hết ha. Và có thể có biểu hiện của phát ban, nghĩa là có thể phòng ban lan can nhầm lẫn với những cái bệnh do siêu vi khác. Ở giai đoạn này thì đây là một cái bệnh do siêu vi, thì bạch cầu có tiểu cầu bắt đầu thấy giảm dần ha. Thì những cái bệnh khác cũng có giảm, nhưng mà những giai đoạn sau thì có xuất huyết thì bạch cầu tiểu cầu nó sẽ giảm nhiều hơn so với các bệnh khác. Đây là những cái triệu chứng mà chúng ta thấy mô tả của bệnh sốt xuất huyết đen ha. Gì vậy? Sốt, đau đầu, nhiều người đau đầu rất là dữ dội ha, ôm đầu lăn lộn luôn ha. Một số các triệu chứng mà đặc biệt nữa là hay được nhắc tới là một số bệnh nhân cái cảm giác là đau không mát, nếu là gì là phát ban đó ha, em chỉ nói tới là phát ban. Một số bệnh nhân hả không có đau đầu nhưng mà đau cơ vùng lưng rất là nhiều, đau cơ có thể đau lưng toàn thân hoặc là đau khớp. Thì đây là những cái triệu chứng của nhiễm siêu vi. Thì ở trong cái giai đoạn sốt này ha, bệnh nhân chưa có dấu hiệu biểu hiện về xuất huyết, nhưng mà thành mạch là có thể bị ảnh hưởng. Do đó chúng ta sẽ làm coi cho bệnh nhân có biểu hiện xuất huyết không, khi mà chúng ta tác động bằng một cái lực vào. Thì đây là cái dấu này gọi là dấu dây cắt ha. Thì chúng ta lấy cái đầu đau huyết áp,
chúng ta đo con huyết áp tâm hồn tâm chân là bao nhiêu, và chúng ta sẽ lấy cái chỉ số trung bình của huyết áp tâm hồn và tâm chân ta bơm lên ở chỉ số đó, và chúng ta giữ lại trong vòng 5 phút và sau đó chúng ta tháo ra. Và cái dấu dây khắc này gọi là dương tính. Khi mà bệnh nhân có biểu hiện nhiều hơn 20 chấm xuất huyết trên một inch vuông ha, 20 chấm xuất huyết inch vuông thì chúng ta biết là sẽ là 2,5 cm vuông. Chúng ta đo thường ở cái cánh tay ha, đó thì chúng ta nhìn chúng ta sẽ thấy là có hơn 20 chấm xuất huyết ở một cái vùng là 2,5 cm vuông. Và da ha, thì cái xét nghiệm này gọi là dương tính, cái dấu dây khắc gọi là dương tính ha. Thì cái này nó có ý nghĩa là thận mạch có bị ảnh hưởng ha. Khi chúng ta bơm mà chúng ta giữ được một cái áp suất như vậy thì nó sẽ gây khắc mạch có biểu hiện xuất huyết. Này là chúng ta làm ở giai đoạn sớm khi bệnh nhân chưa có biểu hiện xuất huyết gì hết ha. Rồi nhắc nữa là về cái giai đoạn nguy hiểm từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy của bệnh ha. Thì ở giai đoạn này hầu như đa số các trường hợp là không có số gì hết, có biểu hiện của biến chứng đầu tiên là tổn thoát huyết tương, bệnh nhân sẽ có biểu hiện gan to và đau ha, diện tích hồng cầu tăng, tràn dịch đa màng. Thì chúng ta phát hiện bằng cách chúng ta khám lâm sàng, chúng ta thấy có tràn dịch màng phổi, có thể có tràn dịch màng bụng, và qua siêu âm chúng ta cũng có thể thấy dịch màng phổi, dịch màng bụng, nhưng mà thường là cái lượng dịch ít thôi. Còn cũng như quay x-quang chúng ta cũng có thể thấy là mờ bất thường hoành hay mờ bất thường hoành là do tràn dịch màng phổi, thường là ở bên phải. Và ở cái giai đoạn này bệnh nhân có thể ngoài cái triệu chứng, những triệu chứng của phát tương ra thì có biểu hiện của xuất huyết da và niêm mạc. Biểu hiện xuất huyết da và niêm mạc ở đây có nhiều cái mức độ khác nhau, biểu hiện có thể biểu hiện xuất huyết ở nhiều nơi. Thứ nhất là tự ban điểm, hồi chúng ta sẽ thấy cái hình ha, tự ban điểm có nghĩa là chúng ta có những cái chấm xuất huyết và kích thước khoảng từ 1 đến 3 mm thì gọi là tự ban điểm. Tự ban là gọi là triệu chứng của xuất huyết dưới da đó ha. Còn hồng ban là phát ban ha, còn tự ban là gọi dùng cho xuất huyết dưới da từ 1 đến 3 mm ha, nó nhẹ nhàng thôi. Bệnh nhân có biểu hiện xuất huyết nang niêm mạc thì sẽ có người có bị chảy máu chân răng. Chảy máu chân răng nó cũng nhiều mức độ, có người không có chảy máu chân răng gì hết, có người sáng đi khám hỏi thì nó là đang chảy máu, có người thì đang chảy máu ha, chảy máu thì chỉ có rỉ rẻ ít thôi hoặc là chảy máu nhiều. Rồi chảy máu mũi, chảy máu mũi có bệnh nhân nó thì kiểu thiều gì đó, chảy máu mũi chút xíu không tự cầm, hoặc là có người tự chảy máu mũi nhưng mà sau khi băng nét là nhét kẹt thì tự cầm, và có nhiều người là đã nhét kẹt rồi vẫn chảy máu mũi liên tục ha, phải truyền tiểu cầu, truyền cái yếu tố đông máu. Rồi có thể có biểu hiện của tình trạng xuất huyết tiêu hóa, biểu hiện nói ra máu, có thể có biểu hiện tiêu phân đen. Và đặc biệt ở một số bệnh nhân nữ thì bệnh nhân sẽ có ra huyết phân đạm, rối phân đạm này có thể sớm hơn so với ngạt kinh, và có thể ra huyết phân đạm lượng nhiều hơn ha. Còn một số bệnh nhân đó là phải bù máu, bù tiểu cầu, cái yếu tố đông máu. Và giai đoạn này nhắc lại lần nữa là giai đoạn này mặc dù ha, hoặc là người nhà chúng ta bị bệnh, chúng ta cũng không được chủ quan, là mặc dù hết sốt rồi nhưng mà có thể trở nặng. Và cái thường ghi nhận tần suất thường gặp nhất là từ ngày thứ tư đến ngày thứ sáu của mình. Nếu mà con ta bị sốt xuất huyết tới ngày này á, thì mỗi ngày cũng thỉnh thoảng năm mấy tiếng ha, để ý với nó, bắt đầu từ coi có sao ha, chi giống hay không ha, hay là theo dõi sát có gì là đưa tới bệnh viện liền ha. Đây là các hình ảnh biểu hiện xuất huyết da liền nhiều mức độ ha. Đây là bạn điểm chấm nhỏ đi đi ha, đây là gì, bằng ở cái vùng tiêm chích ha, đó thì mình có thể tạo thành nhãn bằng, một số bệnh nhân có thể tạo thành hematom. Bệnh nhân này xuất huyết chảy máu mũi ha, chảy máu răng, ta thấy là nhét nhét dạt ha, nhưng vẫn còn rỉ máu ha,
máu chảy không thấm nó ngoài được. Và cái lúc trước thì chúng ta cũng nghe hay nhắc tới những cái này ha, một số bệnh nhân nào có những triệu chứng nào thì báo động và sốc, thì những triệu chứng này đã được xếp vào cái nhóm là thứ tư cũ, cái dấu được cảnh báo ha. Còn ngày thứ tư đến ngày thứ sáu, nhiệt độ đột ngột hạ đột ngột nhưng mà lại còn sốc. Bệnh nhân có đau bụng, nên người nào mà trong thang ta đau bụng nhiều ha, tự nhiên bệnh nhân đang nằm ở bệnh viện nhiều nhân thang đau nhiều mệt nhiều. Lao lộn bút nước hay ói mửa nhiều, tay chân mát lạnh tiểu ít. Nếu mà bệnh nhân kêu những cái triệu chứng này ta làm gì? Ta có giải thích đó là bệnh sốt xuất huyết là chắc chắn có vậy, chắc chắn là có đau bụng, chắc chắn là có mồm mõm, chắc chắn là có những cái gì. Ta làm gì là chúng ta phải chủ động ra thăm khám một lần ha, khoa gia bắt mạch, điều dưỡng sẽ xách máy đo huyết áp ra đo liền, coi bệnh nhân có vào sốt hay không ha. Và đây là nhắc lại những biểu hiện lâm sàng của sốt xuất huyết đêm ha. Mạch rất là nhanh nhẹ, khó bắt hoặc không bắt đường, huyết áp giảm hoặc giảm hoặc kẹt ha, kẹt nghĩa là huyết áp đều áp trên tâm thu tâm trương dưới 20, hoặc là gì có những trường hợp tới trễ mạch bằng không huyết áp bằng không, không đo được huyết áp luôn đó, thì giảm tưới máu ngoài biên có biểu hiện là da lạnh, bệnh nhân rất là đờn đẫn bứt rứt, giảm tưới máu họng đi tiểu ít ha. Đây là những cái biểu hiện của sốt xuất huyết đêm ha. Rồi bệnh nhân gọi là ổn định ra khỏi sốt thì sinh hiệu bệnh nhân sẽ ổn định nhiều giờ. Thì ở đây là ta thấy là ở lâm sàng á, khi mà gọi là bệnh nhân mà yên tâm ra khỏi sốt khi mà sinh hiệu ổn định là đối với tương nhiều giờ là 24 giờ ha. Và có những cái trường hợp không phải chúng ta bị sốc một lần, chúng ta chống sốc xong chúng ta ra sốc liền, mà bệnh nhân sẽ có thể có biểu hiện của tái sốc, tái sốc nhiều lần. Và có những cái trường hợp nặng mà sốc không có hồi phục luôn, mặc dù chống sốc tích cực và đủ các biện pháp can thiệp để hồi sức, nhưng mà bệnh nhân không có hồi, không có ra khỏi sốc, và có thể sau đó đi suy đa cơ quan và tử vong ha. Đó. Và gọi là sốc không hồi phục thì sốc kéo dài như vậy và có thể đưa bệnh nhân tử vong do tình trạng toan huyết ngày càng nhiều và xuất huyết rất là trầm trọng đó, và những cái này đều có thể đưa bệnh nhân đến tử vong hết. Rồi khi mà bệnh nhân mà chống sốc mà bệnh nhân không có bị tái sốc, bệnh nhân đáp ứng tốt cũng như là không có các biến chứng và các cơ quan khác thì bệnh nhân gọi là ổn định ra khỏi sốc đó, thì bác sĩ yên tâm là sau khi sốc đó là khoảng 24 giờ, những trường hợp là tái sốc thì có thể theo dõi đến 48 giờ, thì bệnh nhân sẽ tới giai đoạn hồi phục thì sẽ có biểu hiện là sinh hiệu ổn định kéo dài ha. Một số bệnh nhân sẽ có biểu hiện tự ban hồi phục, nhịp tim chậm hoặc thất nhịp, bắt đầu bệnh nhân bắt đầu thèm ăn lại, đi tiểu lại nhiều hơn ha. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy không biết ở đây các bạn có ai bị sốt xuất huyết chưa? Rồi anh có thấy anh tới giai đoạn hồi phục anh có này có biểu hiện tử vong hồi phục không? Dạ. Không có ai bị còn ai khác không? Có. Tử vong hồi phục nghĩa là sao, tự nhiên tới ngày đó thường là sẽ khoảng tới ngày khoảng ngày thứ sáu của bệnh sẽ có tử vong hồi phục. Thì nó cũng hơi ngứa ngứa, nếu mà mình gãi thì nó càng lên. Rồi cái chuyện mà gãi càng lên thì chị thấy nó cũng không cái lắm, nhưng mà hơi ngứa. Rồi sao nữa? Đỏ tay đỏ chân đúng không? Dạ đúng, thì nó đỏ rồi khoảng cũng hơn nửa tuần mới hết. Hơn nửa tuần luôn. Rồi, tại vì chị cũng biết là có kéo dài hơn nửa tuần không, thì đang tốt nhưng được xuất diễn ha. Rồi, bạn ngồi xuống. Có nghĩa là cái tử ban thì gọi là tử ban thì nó sẽ từ 1 đến chấm, chấm xuất huyết từ 1 đến 3mm ha. Thì tử ban hồi phục này nó còn nhỏ hơn cái chấm xuất huyết bình thường. Ví dụ trong những ngày đầu ta thấy chấm như vậy nhưng mà nó rời ra nó to hơn. Và tới cái giai đoạn tử ban hồi phục này có một số trường hợp đó chúng ta không chuyên, chúng ta thấy bệnh nhân nổi đỏ lên khoảng 1 cho bệnh nhân nhập viện. Nhưng mà thật sự là cái này gọi là tử ban hồi phục ha. Thì cái tử ban này nó sẽ xuất hiện khoảng từ ngày thứ sáu của bệnh, ở thường đó là ở vùng cẳng tay cẳng chân, nó
máu rất là nhiều ha, ở cái bệnh nhân hồi nãy. Ở bệnh nhân này có thể cho gặp cái dấu hiệu của tư đang hồi phục do bệnh nhân nhiều nhiều quá. Có ở người luôn ha, thường thì đa số trường hợp là gặp ở cái cẳng tay cẳng chân ha, tay chân đỏ lên ngứa và cái sự bàn nó nhỏ như cái tay dày đặc trên cái nền da ửng đỏ ha. Thì đây là cái dấu hiệu của tư đang hồi phục. Thì đây ha, theo cơ chế cũng vậy, ta gọi là bệnh nhân bước vào giai đoạn hồi phục là sau cái giai đoạn phát huyết tương 48-72 giờ, do có sự tái hấp thu dịch đó, tăng tính thấm xong giai đoạn sau cái giai đoạn hồi phục sẽ có giai đoạn tái hấp thu dịch từ mô kẽ động mạch. Bệnh nhân đó là sẽ tự tăng lên đi thông khám của bạn sẽ tự tái động từ đó bắt đầu bệnh nhân ăn lại được muốn ăn lại và có một cái số triệu chứng mà chưa giải thích được và tự nhiên bệnh nhân mặt nhanh chậm lại có chuyện mặt mặt không tiền thì của tôi ban hồi phục ha, thì thứ 6 rồi. Đây là đang có cái hình này. Nhìn máy thì thấy rõ phần tay thì nó hơi tối quá. Đỏ ha, vùng da cũng đỏ, li ti hết ha, nó dày đặc. Đó không? Rồi. Về cái xét nghiệm để chẩn đoán bệnh thì nãy tôi nhắc tới hai cái xét nghiệm này ha. Thì tiểu cầu giảm gọi là giảm mà tiêu chuẩn của chẩn đoán sốt xuất huyết là giảm dưới 100.000 và dung tích hồng cầu tăng do cô đặc máu ha thì sẽ tăng là hơn 20% chỉ số bình thường. Rồi khi làm xét nghiệm thì đây là cơ sư tuy cho đó bạch cầu giảm hoặc tăng nhẹ có thể tăng lympho và lympho điển hình tăng là do phản ứng của nhân nhiễm suy đen. Rồi bệnh nhân sốt xuất huyết đa số sẽ được siêu âm thì thấy có gan to, có dàn dịch màng bụng, màng phổi và các xét nghiệm để chẩn đoán. Các xét nghiệm để chẩn đoán thì nhắc luôn đó các bạn là để chẩn đoán trong vòng 3 ngày đầu của bệnh ha, hoặc là có thể là trong vòng 5 ngày. Thì ngày đầu thì ta biết là gia đình các con siêu vi nhiều lúc nói thì chẩn đoán xét nghiệm sẽ vừa và dựa vào xét nghiệm là kháng nguyên. Thì kháng nguyên sẽ là kháng nguyên NS1 ha. Còn cái trong những ngày sau từ ngày thứ 6 trở đi thì kháng thể gia tăng lên, chúng ta sẽ chẩn đoán dựa vào kháng thể là IgM. Đây chúng ta thấy khi mà chúng ta lấy máu ha, chúng ta đưa vào một cái ống nhỏ, cái ống có dính chất như màu dẫn ha, bình thường nhỏ. À, cái ống nhỏ thì khi mà chúng ta quay để vào cái máy quay dung tích hồng cầu thì đây là một cái dung tích hồng cầu bình thường ha. Đó, sau khi chúng ta quay đây dung tích hồng cầu khoảng 38% bệnh một cái bệnh nhân sốt xuất huyết dung tích hồng cầu tăng ở đây có thể là 55% không luôn ha, do tình trạng cô đặc máu. Đây là liên quan phổi của bệnh nhân ha. Đó, thì do tăng nhóm máu thành mạch thì nó mới có biểu hiện tràn dịch, thì thường là tràn dịch màng phổi thực phẩm. Đó. Thì chẩn về cái mặt chẩn đoán bệnh thì phân lập siêu vi ha, thì siêu vi đen có thể phân lập được nhưng mà thường là cũng làm cho các nghiên cứu ha, thì chúng ta sẽ phân lập được siêu vi đen trong máu là trong huyết thanh ở mẫu gan ở mẫu lách. Xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán ha, thì thường là ta sẽ dựa vào xét nghiệm là tìm IgM. Rồi đi sang cái phần kế là về điều trị bệnh. Thì nguyên tắc điều trị chúng ta sẽ dựa trên cơ chế sinh bệnh ha. Đầu tiên hết là cơ chế tạo tăng đánh thấm thành mạch, gây giảm thể tích thành mạch. Thì chúng ta sẽ có cơ chế là bồi hoàn lượng huyết tương bị mất. Nhưng bồi bị sót ha, thì chúng ta sẽ phải bồi hoàn lượng huyết tương bị mất. Và cái thứ hai, nếu bệnh nhân có xuất huyết thì phải xử trí xuất huyết nặng. Bệnh nhân có suy tạng thì phải xử trí suy tạng. Thì đây là ba cái nguyên tắc điều trị chính. Chúng ta thấy ba nguyên tắc này có nguyên tắc nào đặc hiệu không ạ? Có dùng thuốc để chống siêu vi không? Đây là một câu hỏi mà nhiều cái
bên dược ha, nhiều hãng bên dược ta đang làm, ta đang tìm nhiều loại, nhưng mà tới bây giờ cũng chưa có cái loại nào mà có hiệu quả để điều trị số xuất huyết đen không phải đặc sĩ hết. Chủ yếu là chúng ta sẽ dựa vào cái cơ chế sinh bệnh thôi, chứ chưa có thuốc gì để đặc hiệu mà. Thì nói chung là cũng có nhiều cái nghiên cứu làm rồi, nhưng mà chưa có thuốc nào chứng minh có hiệu quả hết, chứ không phải là chưa có làm gì. Rồi, bây giờ về cái điều trị đầu tiên là cái phong độ, chúng ta sẽ điều trị theo phong độ. Với bệnh sốt xuất huyết đen có và không có dấu hiệu cảm giác, chỉ điều trị triệu chứng mà thôi. Nghĩa là gì? Bệnh nhân bị mất nước do sốt cao, do ăn uống kém, do nôn mói, do tiêu chảy. Thì bệnh nhân uống được tốt ha, bệnh nhân không ói tất cả, thì chúng ta sẽ bù dịch bằng đường uống. Thì bệnh nhân có thể uống nước thông thường, uống nước trái cây. Và là nhập kia vô bệnh viện á, để cho tâm lý bệnh nhân được tốt, thì hoặc là trong trường hợp mà bệnh nhân có tiêu chảy ha, thì ở khoa thì sẽ cho bệnh nhân uống Orezon. Uống Orezon và uống cái viên Kirit pha mới uống ha. Đó, nhưng mà nếu bệnh nhân có tiêu chảy thì ông phụ bởi được Orezon là đúng rồi. Còn những trường hợp bệnh nhân sốt thông thường á, bệnh nhân thì tôi vẫn cho uống Orezon. Thì thứ nhất là chúng ta quan sát được cái lượng nước uống bệnh nhân, nhưng mà nếu bệnh nhân uống không được, không được ngạt được cái này, thì bệnh nhân vẫn có thể uống nước bình thường được. Và đây là giống như là một cái điều trị về tâm lý đó, bệnh nhân thấy như gọi là cái gì nước biển khô, bệnh nhân sẽ không có đòi chuyện dịch nhiều ha. Chúng ta sẽ thấy ở đây chuyện dịch chỉ có một cái số chỉ định ít thôi, chứ không phải tất cả các bệnh nhân sốt xuất huyết đều phải truyền dịch hết. Bệnh nhân chỉ được điều trị triệu chứng, có nghĩa là bệnh nhân buồn nước hoặc được uống. Rồi bệnh nhân được truyền dịch này thì cái mức độ cũng ít thôi. Ví dụ như một ngày khoảng một lít thôi, nhưng mà chỉ truyền khi mà bệnh nhân ói mũi nhiều, có biểu hiện mất nước, tiêu chảy nhiều, ói mũi nhiều ha, ăn không ăn không được gì hết ha, ói hết luôn. Bệnh nhân có cô đặc máu nhiều thì chúng ta sẽ có thể truyền cho bệnh nhân, nhưng mà truyền với mức độ ít, buồn như là buồn nước hoặc mình uống gì thôi, không có truyền nhiều ha. Thì nào bệnh nhân sốt thì mới truyền nhiều. Và cái điều trị triệu chứng nữa là hạ sốt. Hạ sốt thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân lau mát, dùng thuốc hạ sốt và không được dùng aspirin ha. Penicillin là trong cái thuốc aspirin ha, vì có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết. Và ở cái mặc dù những cái bệnh này có thể là bệnh nhân sẽ tự hồi phục, nhưng mà bệnh nhân cũng có thể bị biến chứng như là sốt, bị xuất huyết, bị sinh tạng, do đó cần phải theo dõi sát ha, đặc biệt là biến chứng sốt của hạng thứ tư hay thứ sáu của bệnh. Thì nãy chúng ta sẽ được cũng đã được đề cập là những cái dấu hiệu nào là bệnh nhân làm tăng nguy cơ bị sốt ha. Ở khoa sốt xuất huyết thì các bác sĩ là đương nhiên phải biết, thì có điều dưỡng luôn được tập huấn về những cái đó. Bệnh nhân có biểu hiện gì thì được theo dõi sát, được đo huyết áp liền, nghe bắt mạch liền để theo dõi bệnh nhân có còn sốt hay không nhé. Bệnh nhân bị sốt xuất huyết đen thì cho biết sốt là một cái tình trạng cấp cứu cần can thiệp kịp thời. Nếu chúng ta can thiệp không kịp thời thì sốc kéo dài, như vậy nó sẽ dẫn đến sốc không hồi phục và có thể dẫn đến đưa bệnh nhân đến tử vong. Thì cái tử vong của sốt xuất huyết là một cái chuyện rất là hạn chế nha. Có nghĩa là ca nào mà tử vong mà sốt xuất huyết tử vong sẽ được báo cáo ở thành phố, sẽ được báo cáo được sở. Thì sở sẽ có giám sát và theo dõi những ca đó lại coi là điều trị đúng hay không, giám sát cả cái tuyến dưới và cả tuyến trên luôn ha. Tại vì sốt xuất huyết mà tử vong là cũng rất là ít gặp. Những bệnh nhân đó thực sự là rất là nặng, nhưng mà có những trường hợp cố gắng hồi sức cho bệnh nhân thì bệnh nhân cũng qua được. Có những bệnh nhân hồi sức mà không được luôn ha, nhưng tử vong. Và những cái hồ sơ mà sốt xuất huyết tử vong thì là đa số là được gửi về sở hết. Để chúng ta biết cái tử vong sốt xuất huyết bây giờ cũng rất là ít ha. Nhưng mà những bệnh nhân nặng thì cũng có thể tử vong.
Rồi nếu mà mình sốt xuất huyết, nó thấy bệnh nhân mình sốt như vậy, nhưng mà nếu điều trị thích hợp thì bệnh nhân sẽ phục hồi rất là nhanh chóng. Đây là cái lượng dịch mà chúng ta cần bù khi bệnh nhân có sốt, có biểu hiện sốt á. Thì chúng ta thấy sẽ truyền nhiều. Nhưng mà lưu ý là chỉ truyền dịch nhiều như vậy khi bệnh nhân sốt mà thôi. Chúng ta không có lạm dụng là sốt xuất huyết có làm tăng đến thấm, là giảm được thích hợp, chúng ta truyền dịch để chúng ta ngăn vào sốt. Thì cái truyền dịch mà trước khi bệnh nhân có biểu hiện sốt không có ngăn được bệnh nhân vào sốt. Và nó khi mà chúng ta truyền dịch trước thì bệnh nhân sốt như vậy thì tới hồi sốt chúng ta truyền được dịch nhiều thêm thì bệnh nhân sẽ có nguy cơ quá tải hơn so với một bệnh nhân chưa được truyền dịch trước nha. Ta lưu ý là bệnh nhân không có sốt thì không được truyền dịch đó. Thì tại cái khoa sốt xuất huyết của nhiệt đới hầu như tất cả 99% là không có bài truyền dịch gì hết ở khoa nhẹ ha, mà chỉ truyền dịch khi bệnh nhân nào mà phải có chỉ định mới truyền thôi. Và khi mà có sốt thì bệnh nhân sẽ chuyển xuống hồi sức, bệnh nhân được theo dõi sát hơn ha. Thì khi mà bệnh nhân vào sốt thì bệnh nhân sẽ được theo dõi sinh hiệu mạch huyết áp mỗi giờ. Đầu tiên hết là xác định là bệnh nhân này có sốt. Sốt cho dựa vào những cái triệu chứng của sốt mới được đề cập đến ha. Thì bệnh nhân này sẽ được truyền cái lượng dịch nhiều đầu cái giờ đầu tiên. Thì tính theo lượng dịch theo mỗi giờ ha. Thì giờ đầu tiên chúng ta sẽ truyền là 20 ml/kg. Và truyền bệnh nhân được truyền sau 1 giờ bệnh nhân sẽ được đánh giá lại có đáp ứng hay không. Thì gọi là đáp ứng tốt khi mà có mạch mạch mới đầu nhanh nhẹ có gấp thì giờ mạch rõ, tay ấm, rồi huyết áp giãn ra. Ta hiểu cái trầu huyết áp giãn ra mà hồi nãy chúng ta có huyết áp kẹt cửa hàng mặt và kẹt nó thì huyết áp đó là hiệu áp tâm thu và tâm chuông là dưới 20. Thì giờ huyết áp giãn ra thì có nghĩa là cái khoảng cách đó nó trên 20 thì gọi là giãn ra. Thì lúc đó nếu có đáp ứng tốt chúng ta sẽ giảm nắp tắt lên R còn 10 ml/kg một giờ và sẽ kéo dài cái lượng cái thể tích 10 thì trong vòng 2 giờ. Rồi đáp ứng tốt thì chúng ta sẽ giảm tiếp 5 ml/kg giờ ha, trong vòng 3 đến 4 giờ. Sau đó giảm còn 3 ml/kg một giờ ha, rồi duy trì cho tới trong vòng 24 giờ. Bệnh nhân tới giai đoạn hồi phục thì chúng ta sẽ ngưng truyền dịch. Thì cái giai đoạn mà sốt về nó sẽ thường thì kéo dài 24 giờ. Ở bệnh nhân nằm không thuận lợi thì có thể kéo dài đến 48 giờ. Rồi nếu mà sau 1 giờ đầu tiên mà bệnh nhân truyền cái lượng dịch là nhiều 20 ml/kg một giờ mà bệnh nhân vẫn còn sốt, có nghĩa là không cải thiện về sinh hiệu gì hết, thì chúng ta sẽ chuyển sang dùng dung dịch cao phân tử. Dùng dịch cao phân tử là Dextran 40 hay Dextran 70 với liều là 15-20 ml/kg một giờ. Thì dung dịch cao phân tử là cái loại dung dịch hồi nãy. Nếu chúng ta có quen với lại cái loại dung dịch này chưa? Hồi nãy chúng ta được nhắc tới chính sách bằng gì? Lactalinger hay là dung dịch muối thì còn gọi là dung dịch tinh thể. Rồi, vậy chúng ta nếu dùng dung dịch tinh thể bù lại cái thể tích nội mạch không đủ thì chúng ta sẽ dùng dung dịch là cao phân tử. Cao phân tử thì dung dịch là Dextran 40 hay Dextran 70 ha. Thì dung dịch này khác với dung dịch tinh thể là nó có khả năng giữ nước trong động mạch lâu hơn ha. Cái khả năng giữ nước nó nhiều hơn, nó kéo nước vào động mạch nhiều hơn. Khi bệnh nhân tái sốt thì chúng ta chuyển sang dùng cao phân tử. Và nếu bệnh nhân mỗi lần mà bệnh nhân tái sốt lại thì chúng nếu mà sau 1 giờ ha mà vẫn còn sốt thì dùng cao phân tử với cái thể tích nhiều là 15-20 ml/kg giờ. Còn những giờ sau mà bệnh nhân tái sốt thì chúng ta sẽ dùng liều thấp hơn là 10-15 ml/kg giờ. Thì thật ra thì dùng cao phân tử này không phải là hoàn toàn yên tâm, tại vì cao phân tử thì nó sẽ có những cái tác dụng phụ nhiều hơn với dịch tinh thể. Ví dụ như ta dùng về dịch cao phân tử thì chúng ta sẽ có phải là trong 24 giờ giới hạn là cao phân tử sẽ dùng bao nhiêu, thì dùng cao phân tử nhiều có thể gây suy gan, suy thận và xuất huyết cho bệnh nhân.
Nếu bệnh nhân truyền bệnh nhân có biểu hiện xuất huyết thì mà xuất huyết chúng ta nhận ra thì bệnh nhân có xuất huyết tiêu, đặc biệt là thường gặp là xuất huyết tiêu hóa nhiều, gọi là bệnh nhân ha đang bị sốt xuất huyết, cô đặc máu, dùng cái hồng cầu tăng, và bệnh nhân thì chúng ta làm cái hồng cầu thấy dùng cái hồng cầu là giảm 30% thôi là sao bệnh nhân có biểu hiện xuất huyết rồi ha, thì chúng ta phải bỏ phải bù lại bằng cách là truyền máu tươi hoặc là truyền hồng cầu lắng ha. Rồi nếu mà một bệnh nhân bị sốc vào thì bệnh nhân sẽ được đo cân nặng chiều cao ha, tại vì cái lượng dịch chúng ta là bù theo cân nặng, và bệnh nhân được lọc đường truyền quay những cái hồng cầu và được huyết đại dương. Những cái hồng cầu này không chỉ đem về phòng thí nghiệm mà thường là những cơ sở mà có điều gì xuất huyết có máy quay tại giường luôn ha, máy quay tại khoa luôn, có kết quả sau 5 phút ha. Chúng ta theo dõi mạch, theo dõi huyết áp, theo dõi độ ấm chi, theo dõi thời gian phục hồi mong mạch ha. Thì theo dõi sáng là khoảng 30 phút đến 1 giờ. Như là theo dõi có bệnh nhân có bị suy hấp hay không. Đó, khi mà chúng ta đi dịch truyền thì phải đảm bảo đúng lượng và đúng tốc độ. Đó, theo dõi cái lượng nước tiểu, cái lượng nước xuất nhập. Nghĩa là bệnh nhân được truyền bao nhiêu, bệnh nhân ói hay tiêu chảy bao nhiêu, đi tiểu được hay không ha. Rồi hay theo dõi thêm nhiều bệnh nhân bị sốt, nhưng mà theo dõi thêm bệnh nhân có xuất huyết kèm theo hay không, bệnh nhân có biến chứng gì khác hay không, và có lâu sau thì bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục ha. Rồi về phòng ngừa bệnh thì hiện tại ta thấy là chưa có vaccine để phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết, nhưng mà thực sự thì cũng có một số vùng ta đang thử nghiệm vaccine này ha, nhưng mà chưa có quả, chưa có công bố rộng rãi. Và cái biện pháp quan trọng nhất để phòng bệnh là làm sạch môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng hoặc là tránh bị muỗi đốt, khử mùn, khử mùn kể cả ban ngày. Thế vậy, chị có mắc gì không ạ? Dừng ngay chị. Ví dụ như đa số ở khoa không truyền gì hết,
không có điều gì luôn á ha. Người nhà rất là nhiều người lên là con tôi sốt cao quá, bác sĩ cho truyền dịch đi. Thì bác sĩ cũng giải thích đó là chuyện trước nó không được, không có tốt thì người ta cũng chấp nhận ha. Và cái giống như là bệnh nhân là sốt cao quá thì tôi cho uống cortison. Giống như một cái tâm lý là giống như nói là có cái ba nước uống rồi anh cũng yên tâm được chút ha. Chứ thật ra là một nước uống bình thường. Thì nào bệnh nhân nào mà không có uống được ói thế, bệnh nhân từ nhiều quá thì chúng ta phụ được bệnh nhân bị mất nước ra bù nước. Bù nước giống như cái tổ pháp, ví dụ như một ngày một ít thôi nha. Để bù lại cho bệnh nhân thôi, chứ không phải là bù nhiều như là một sốc ha. Còn sốc thì chúng ta đã thấy người lớn cái giờ đầu tiên 20ml ký là tới 2 chai rồi đó, trong giờ đầu tiên nha. Vậy thì chị hỏi là bài thi chỗ này. Dạ đúng quá cô. Hả? Dạ nhiều bài quá cô nên cô. Nhiều bài quá hả? Dạ. Bây giờ thích thi chỗ này. Cô nói là những ý. Hả? Dạ, nhờ cô nói là những ý nào không? Ý quan trọng để tụi em có chú ý vô. Thì bây giờ mình nhớ thì cái giấy sinh bệnh của thứ huyết đi ha. Rồi là thứ huyết có dấu hiệu cảnh báo như thế nào ha? Rồi, hai chỗ đó mình nhất rồi. Chưa lên cho nó vốn. Ta có cần bị dễ lao không ạ? Tí luôn đi cô. Hỏi lại và hôm thì là bác cái gì nhớ phải nói là bác ai nhớ